Chúng ta sẽ đến với tiếp theo một đoạn video clip nữa của cô giáo Ohami. Có nói về lời xin lỗi. Em nhận của anh một lời xin lỗi, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Chúng ta xem đoạn clip này xem như thế nào. Chắc là ghi âm lại cuộc gọi điện thoại với chồng. Giờ chiều nay thì không rảnh. Bao giờ em rảnh? Chưa biết được, bởi vì đợt này đang có nhiều việc. Có vấn đề thì trao đổi luôn đi. Thì anh nghĩ là anh muốn gặp em để anh nói chuyện về cái chuyện. Thực ra thì chuyện đó đã xảy ra rồi, anh chỉ muốn nói với anh sau tất cả thì anh biết anh sai, anh xin lỗi em. Thật sự là về sau cùng thì tất cả mọi thứ là anh sai hết. Anh cũng không muốn nhắc lại những cái chuyện đã xảy ra, nhưng mà anh chỉ muốn gặp em để anh nói như thế thôi. Anh cũng thấy là những cái chúng ta không em nói đi, anh hơi cả số, em cũng không nói được. Em muốn nói, em nói đi. Em chưa giờ em trách anh, và em cũng chưa bao giờ cần nhận lời xin lỗi từ anh Hưng ạ. Em chưa bao giờ em muốn nhận lời xin lỗi từ anh. Và đến ngày hôm qua anh biết đấy, mọi người rất là nóng, mọi người rất là thương em, mọi người có thể nói thế này kia, nhưng mà em nói chuyện với anh và Trang vẫn rất bình tĩnh, không một câu chửi, không một câu văng. Và em dặn tất cả mọi người ngay từ lúc ở nhà là dù có nhìn thấy bất cứ cái gì, hay là dù có bất kỳ trong tình huống nào, cũng không được động vào anh và Trang. Và em đã cư xử với anh rất là văn minh. Hôm qua thì anh cũng hiểu cái điều đấy. Thực sự là hôm qua là em rất là bình tĩnh. Thực ra là em cũng muốn gặp anh ở khi mà anh ở trong phòng với Trang hơn, nhưng mà em đã rất bình tĩnh. Sau tất cả mọi chuyện cho đến thời điểm này, em vẫn rất bình tĩnh với anh và bạn ấy. Anh hiểu vấn đề nó nằm ở đâu mà. Thì thực ra thì anh cũng muốn gặp em, anh cũng muốn gặp mẹ anh. Mẹ em thì chắc anh không cần gặp, bởi vì những cái gì mà mẹ em đối xử với anh tốt như thế nào mà anh đối xử lại với mẹ em như thế, em nghĩ là anh không xứng đáng để gặp mẹ em. Còn nếu mà anh có nhu cầu muốn lấy đồ thì anh có thể đến lấy. Em đã sắp hết đồ cho anh rồi, em sẽ để ở lễ tân này, anh đến lấy thôi. Tất cả những gì của anh còn lại. Anh biết hôm qua em cư xử rồi mọi thứ rất là văn minh. Anh cũng hiểu là em cũng rất bình tĩnh. Thực ra là em đã nói điều này với Hưng từ lúc mà mình yêu nhau rồi, đúng không Hưng? Đúng rồi. Em đã nói với Hưng là nếu mà chúng ta có người khác thì mọi chuyện em... Lần nữa thì suy cho cùng thì anh và Thanh đã đâu. Chuyện đã xảy ra rồi, trách nhiệm và lỗi sai thì vẫn là anh rồi. Anh biết cái điều đấy. Anh thật sự rất là xin lỗi em về tất cả. Còn mọi chuyện em muốn như thế nào, hay là em muốn xử lý như thế nào, đấy là ở em. Anh rất là tôn trọng cái quyết định mà em làm, anh sẽ chấp nhận em. Anh cũng không có ý nghĩa là muốn nói gì, hay là muốn xin em, hay là như thế nào cả. Để anh nghĩ rằng nếu như mà em gặp anh và Trang ấy, để mà xử lý phân vua, nghe anh giải thích, hay là để đánh ghen, hay là để níu kéo ấy, thì em không đưa cho anh đưa ly hôn để ký. Em đã muốn chúng ta giải thoát từ lâu rồi, nhưng mà vấn đề là em muốn xem anh diễn đến đâu thôi, chứ em muốn giải thoát từ lâu rồi.
anh hiểu vậy ạ. Nói cứ lập bá lập bập vậy. Như thế nào em nói bác ý sai. Hôm qua em chỉ nói mỗi mình anh, em không nói một câu nào với Trang luôn. Anh không cần phải dằn vặt hơn ạ. Cái điều mà anh cần dằn vặt nhất là anh làm tổn thương đến một người mẹ quá tốt với anh và anh lừa gia đình em quá giỏi. Và anh làm cho chúng ta đến thời điểm này. Và cái điều mà làm em đau đớn nhất đấy là em không giữ được bình tĩnh mà em đã làm mất con. Thế thôi. Còn em anh rất xin lỗi em, anh chỉ muốn nói thế thôi. Những cái chuyện khác thì anh sẽ làm. Anh cảm ơn em. Vì tất cả anh chỉ muốn nói một điều là em cũng cảm thương. Em cao thượng á? Bạn mình cao thượng. Cảm ơn em. Chỉ là tất cả những gì mà anh nghĩ và anh muốn nói với em. Vì sao tự thiến trước mặt tôi là được? Ok. Em nhận của anh một lời xin lỗi. Tất cả những gì anh nói em sẽ nhớ. Em cũng chúc cho anh chỉ được hạnh phúc và không bao giờ hối hận về quyết định này của anh và về tất cả những điều gì mà anh đã làm tổn thương em và gia đình của em và những gì mà em cư xử với anh cho đến giờ phút này. Anh sẽ không bao giờ tìm được một người vợ. Em vẫn chúc anh hạnh phúc. Em cũng hạnh phúc nhá. Ừ. Nghe là em hạnh phúc rồi. Thôi, ok. Ra tự thiến chứ mà. Thôi, em đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm đi chứ. Okay, đi ăn cơm đi chứ. Rồi, chúng ta vừa xem xong đoạn có thể nói rằng gọi như nào nhỉ? Lời xin lỗi muộn màng từ anh Nguyễn Trọng Hưng. Và mình thấy ở đây cũng có rất nhiều bạn có nói những đóng góp, những ý kiến rất hay, rất là hiểu về vấn đề này, như là của bạn như là Y Lê Linh này. Nghe đến đoạn cuối video thì đủ hiểu người con gái này vẫn còn rất yêu chồng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ để rời bỏ ông chồng này. Còn ông chồng thì nghe giọng hết tình cảm, chỉ biết nói câu xin lỗi cho qua chuyện, chứ thật sự thì đã hết yêu rồi. Và mình buồn cười nhất trong cái đoạn video này có một cái comment của bạn tên là Tường Duyên. Ồ, xin lỗi thì được gì nhỉ? Sao anh không lấy dao tự thiến trước mặt tôi là được? Thật sự mình đọc cái câu này mình khá là buồn cười. Nhưng mà tổng quan lại một chút thì sau khi xem đoạn cái clip quay lại cái đoạn ghi âm điện thoại này thôi, dài khoảng 8 phút, chúng ta có thể thấy được cách cư xử hết sức là văn minh cũng như là cao thượng của cô giáo Ohami. Mặc dù trong những tình huống đó thì thường là những người phụ nữ họ sẽ rất là mất bình tĩnh này, sẽ gọi như là mất kiểm soát, như kiểu hóa điên, hóa dại, tìm mọi cách để trả thù đến nghe chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy rằng với cái trường hợp của Ohami này, cô giáo cô thật sự là hết sức bình tĩnh. Mặc dù đã trải qua rất rất nhiều cái giai đoạn thăng trầm biến cố như là bố mất này, sau đó mất con, rồi đến bị chồng, thật sự là bị chồng lừa này, thế mà bị vay 1 tỷ gì ấy, mình có nghe trong đoạn video clip thôi. Và đứng trước cái sự lựa chọn dứt khoát với người chồng phụ bạc như này thì thật sự Ohami đã có cách cư xử hết sức văn minh. Phải nói là rất rất đáng thương và cũng rất là đáng kính trọng cho cô gái này. Hy vọng rằng mai sau thì Ohami sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình và quên đi những cái câu chuyện buồn trong quá khứ này.
và cũng là một cái bài học dành cho tất cả chúng ta, những người đang có hạnh phúc với tình yêu của mình, thì hãy biết luôn luôn nâng niu và trân trọng, bao đặc biệt là cũng phải hết sức cảnh giác với những lời ngon có cánh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ reaction các vấn đề nóng khác của xã hội. Xin chào và hẹn gặp lại.